Chào các bạn đang xem chiếc ấm trà bình an với họa tiết là hoa sen, dung tích ấm khoảng tầm 360ml và màu của ấm là màu nâu trầm. Tay cầm cũng rất là thanh thoát, hình chữ C. Đây là phần nắp ấm. Phần bên trong đấy là thành ấm, vòi. Chiếc ấm này khá là phù hợp uống trà sen và trà mộc, bạch trà hoặc là trà ướp hoa nhài, trà ướp hoa, tại vì cái miệng ấm cũng khá là rộng. Các bạn cũng có thể là uống hồng trà. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Chiếc ấm mà mình rất yêu quý.